tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Màu này của mình. Mình chuẩn bị sẵn một bức tranh về một cái trực thăng mini này. Để rất là đẹp đúng không? Và bây giờ mình tô màu cho bức tranh này nhá. Hãy cùng theo dõi video tô màu cho bức tranh này cùng với mình. Máy bay này thì mình sẽ tô màu xanh dương nhá. Phần thân trên của máy bay mình sẽ tô thêm một ít màu xanh dương cho phần viền này nữa. Còn phía trước của máy bay thì mình sẽ tô màu hồng. Và phần cánh quạt phía sau thì mình sẽ tô màu xanh hơn cân. Phần càng thì mình sẽ tô màu xám. Thank you.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chiếc trực thăng mini này rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy ấn like, hãy đăng ký kênh, ấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất về những video trên kênh YouTube của mình.